Cô chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học đọc mở rộng theo thể loại với tác phẩm Đá Rổ Bông của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đọc Đá Rổ Bông, chúng ta sẽ đến với miền Tây của thực tại. Đó là một thế giới đang bị xâm nhập bởi sự hiện đại, trước những đổi thay của thời cuộc, và lòng người cũng đang bị thử thách. Vậy, các em biết gì về nhà văn Nguyễn Ngọc Tư? À, Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976 tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, trong một gia đình nông dân. Cô là nhà văn của Mộc Mạc và Bình Dị Thôn Quê, được độc giả yêu mến và gọi bằng cái tên đầy thân thương là Cô Tư. Nguyễn Ngọc Tư ghi dấu ấn với văn phong đầy dung dị, mộc mạc và chân thành. Các em biết không, hiện thực đời sống và con người Nam Bộ là hai nguồn cảm hứng chủ đạo xuyên suốt trong các sáng tác của nhà văn, với các tác phẩm tiêu biểu như Ngọn Đèn Không Tắt, Giao Thừa, Cánh Đồng Bất Tận, Hành Lý Hư Vô, vân vân. Sự mộc mạc, chân thành ấy được thể hiện trong tác phẩm Đá Rổ Bông. Các em thân mến, hãy trải nghiệm cùng văn bản. Đá Rổ Bông được trích từ tập Hành Lý Hư Vô. Cô mời các em theo dõi tóm tắt văn bản. Một người mẹ đơn thân dắt con lên ngọn núi trời, bảo ngồi đó đợi đá rổ bông mẹ lên đón. Để vài chục năm sau, cậu bé 9 tuổi khi ấy đã trở thành chàng khờ 30 tuổi, với trí khôn của đứa trẻ lên năm, vẫn đau đớn đợi chờ một ngày đá sẽ rổ bông mẹ đón khờ về. Khờ chưa một lần rời núi, ngay cả khi bị sét đánh. Câu đầu tiên nó nói khi tỉnh dậy: đá rổ bông chưa? Khờ khư khư bảo vệ niềm tin. Mẹ tôi nói chừng nào đá rổ bông mới lên đón. Với khờ, việc đợi chờ đá rổ bông là đợi chờ tình yêu thương từ người mẹ mà bao lâu cậu không có diễm phúc được hưởng nhận. Các em hãy cùng trao đổi, nhận xét những nét đặc sắc về nghệ thuật, nội dung của tác phẩm này các em nhé. Vẫn với giọng văn dung dị, cùng với việc sử dụng nhiều phương ngữ đặc sệt cách nói của người Nam Bộ, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua tác phẩm của mình đã dẫn đưa người đọc đến với một phận người đơn dị, thằng khờ. Cậu chàng đã tình nguyện để cho lời hẹn chờ đá rổ bông của người mẹ nhẫn tâm ghim đời cậu vào bao nỗi cơ cực. Chúng ta cảm nhận từng cảm xúc xâm chiếm lấy tâm hồn. Ai đó nói, con cái là nhân duyên của cha mẹ. Khờ cũng là nhân duyên bị mẹ bỏ quên, đơn côi bên đỉnh núi. Để củng cố kiến thức, các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhỏ sau đây. Theo các em, tác phẩm gửi đến người đọc thông điệp gì vậy? Các em thân mến, qua Đá Rổ Bông, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư muốn gửi đến độc giả thông điệp về giá trị của niềm tin trong cuộc đời, niềm hy vọng vào những tình cảm thiêng liêng ở con người, như tin vào một ngày sỏi đá sẽ rổ bông.
Để củng cố kiến thức về bài học, các em nhớ ôn lại bài nhé. Và để tiết sau có thể học tốt hơn, các em nghiên cứu trước bài đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Cô cảm ơn các em đã tham gia tiết học. Chúc các em thành công trong học tập.